Kính thưa quý khách, chủ đề nội thất gian phòng khách chưa bao giờ là hot hot trong mọi gia đình, vì đó là nơi chúng ta thể hiện được đẳng cấp cũng như sự tinh tế của mỗi người trong gia chủ. Và ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến khách một mẫu sản phẩm với thiết kế kiểu hoàng gia vô cùng đẹp mắt. Mẫu sản phẩm được làm hoàn toàn từ 100% gỗ đỏ tự nhiên cao cấp. Các đường nét chạm trổ đều thể hiện được sự điêu luyện và đẹp mắt của bộ sản phẩm. Và để quý khách có thể dễ dàng hình dung rõ hơn về bộ sản phẩm này, chúng tôi xin được phép đi vào video ngay sau đây. Bộ sản phẩm được thiết kế với kiểu hoàng gia vô cùng đẹp mắt. Các đường nét đụng chạm đều thể hiện được sự tinh tế trong tay nghề của các nghệ nhân Sơn Đông của chúng tôi. Với độ dày cực kỳ chắc chắn của gỗ đỏ áp dụng trên những bộ sản phẩm thì quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về giá trị sử dụng lâu dài. Với việc điểm nhấn những mẫu hoa nhỏ như thế này trên lưng tựa sẽ đem đến một cái nhìn đầy tinh tế và thu hút cho bộ sản phẩm. Chiếc đỡn dài được thiết kế với dạng liền tấm vô cùng đẹp mắt. Dù màu sắc hay vân gỗ đều đem đến một cái nhìn đầy nổi bật cho bộ sản phẩm. Khoảng không gian dành cho một chiếc đỡn dài như thế này rất rộng rãi. Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cũng như ngả mình sau những giờ làm việc vất vả của một ngày. Và đây là phần tai của chiếc đỡn. Rất đặc trưng và đẹp mắt. Đỡn vẫn được chúng tôi thiết kế với bốn chân cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Và chi tiết tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đến khách đó chính là chiếc bàn trung tâm của bộ sản phẩm. Hiện tại mặt bàn đang được chúng tôi phủ một lớp kiến dày 8 ly cũng như những bộ sản phẩm trước nhằm giúp quý khách có thể sử dụng một cách an tâm trong quá trình không hề bị chảy xước hay va đập. Phần tứ diện của đỡn vẫn được chúng tôi chạm những đường nét hoa văn cực kỳ tinh tế. Rất đẹp mắt. Hiện tại mặt bàn trung tâm đang được chúng tôi trưng bày một tượng Di Lặc được làm từ gỗ bách xanh với mức giá niêm yết là 2.500.000 đồng. Quý khách có thể mua về để làm vật phẩm trang trí trong nội thất gian phòng khách của gia đình mình. Mặt bàn với thiết kế không gian vô cùng rộng rãi sẽ phù hợp với những bữa cơm quây quần bên gia đình của mỗi nhà. Và chi tiết tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đó chính là hai chiếc ghế đơn của bộ sản phẩm. Với khoảng không gian dành cho một chiếc ghế đơn rất rộng rãi và thoải mái, vẫn được chúng tôi thiết kế với mặt ghế dạng liền tấm vô cùng đẹp mắt. Từng đường nét chạm trổ cũng như màu sắc đều thể hiện được sự tinh tế trong từng khâu, từng công đoạn làm nên bộ sản phẩm của các nghệ nhân Sơn Đông của chúng tôi. Màu sắc cũng như vân gỗ đều cực kỳ nổi bật. Và đây là chi tiết chiếc bàn nách nằm giữa hai ghế đơn vẫn được chúng tôi phủ một lớp kiến dày 8 ly để hạn chế bị chảy xước. Mặt bàn với khoảng không gian khá là rộng rãi để quý khách có thể trưng bày những lọ hoa trang trí trong gia đình cũng như đặt những tượng mỹ nghệ đẹp mắt. Và một chi tiết cuối cùng trên bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đó chính là chiếc đôn ngò được thiết kế với mặt liền tấm cực kỳ ấn tượng. Màu sắc cũng như vân gỗ đều được các nghệ nhân Sơn Đông của chúng tôi đầu tư đến từng chi tiết nhỏ. Và kính thưa quý khách, đây chính là bộ bàn ghế kiểu hoàng gia đang được niêm yết tại Sơn Đông với mức giá vô cùng mềm mại là 43 triệu đồng. Nếu quý thích mẫu sản phẩm này, hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0914 178 145 gặp Quyên hoặc 0907 233 601 gặp Kim Ngân để được tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý khách đã theo dõi video ngày hôm nay. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.